Xin chào các bạn, hôm nay mình nói về cái test về con virus gọi là coronavirus này. Thì nhiều bạn đi xét nghiệm thì bác sĩ cho dùng cái xét nghiệm này thì chỉ trong vòng 10 phút là có kết quả. Thì theo các bạn ấy về thì các bạn ấy bảo cái kết quả này có đáng tin cậy không. Thì trong lúc mình mọi người đều biết là nếu mình về lấy swab rồi xong mình làm phương pháp PCR thì nó kết quả nó rất là chính xác, nhưng kết quả này nó làm rất là nhanh, chỉ trong vòng 10 phút. Thì theo cái kiến thức của mình biết thì cái phương pháp này nó rất là đáng tin cậy. Thì có thể khi cái test á, thì khi họ test họ lấy máu hoặc là do một số kỹ thuật nào đấy nó sai thì có thể là bạn đã có kết quả có cái kết quả nó không đúng. Nhưng dựa vào cái lý thuyết, cái gì mà họ để tạo nên cái kit này nó thật sự là đúng. Thì mình xin nói sơ về cái này. Cái kit này nè, nó làm từ cái công ty Ray Biotech hiệu quản. Cái công ty này là một công ty Mỹ, nó cũng rất là đáng tin cậy. Vì là lab mình cũng đã từng mua những cái kit của công ty này để làm và nó cũng có kết quả cũng rất là tốt. Thì ở đây mình có hai loại kit, đó là cái kit là test IgG or IgM. Thì dựa vào cái nguyên lý của cái kit này á, mình có vẽ đây cho các bạn thấy này. Đây. Thì cái kit này á là nó cái T-test T-line á, họ code cái protein của cái con coronavirus in here. Ở đây thì ở trong trong cái kit nó có bọc sẵn cái IgG hay là IgM antibody. Có cái nó có cái hạt vàng rất là nhỏ đến nó chuyển màu. Còn đây cái màu xanh này nè, là đây là phân lấy máu. Khi họ lấy máu thì trong máu mình có cái antibody, mà cái antibody nó phản ứng, nó bay, nó gắn được với cái con virus đó. Đây ví dụ đây là con virus, thì khi mà máu đi tới đây và cái nghĩ như là cái antibody này nó cũng đi vào trong cái T line này, thì vì nó có thể khả năng nó bay được với con virus này nên nó chắc chắn nó sẽ bay với cái con coronavirus mà họ đã code ở đây này. Thì sau đó rồi cái này có thể bay với cái này, gắn với cái này, sorry mình hay dùng. Thì sau đó ở đây bạn có thấy này, cái màu xanh này là cái antibody của trong cơ thể của mình này, nó gắn được với cái con coronavirus ở đây. Thì sau khi đó thì cái này nó chuyển màu, cái IgM cái này nó chuyển màu thành màu đỏ. Thì mình có thể thấy ở được trên cái line á của cái test á. Rồi nếu mà không có cái antibody mà có gắn với cái con coronavirus thì cái này nó không thể gắn, nó không có thể gắn được ở đây. Thì nó mình làm sao mình có thể thấy màu. Thì đó là cái nguyên lý của cái phương pháp đấy. Bạn có thể nhìn cái phương pháp đây nữa ha. Đây. Được chưa? Đây là cái thi lại đây nè. Là mình nói đấy. Nếu mà bạn mà có bị thì nó sẽ thường này nó có chuyển màu đỏ đây. Là positive. Còn nếu mà bạn không có thì đây là negative. Đó. Ok. Đó là mình xin nói về cái phương pháp này. Và mình sẽ có một cái video khác để giải thích cụ thể hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.